thứ ba trong tuần bát nhật phục sinh tin mừng theo thánh gioan khi ấy bà maria magdala đứng gần bên mộ mà khóc bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của đức giêsu một vị ở phía đầu một vị ở phía chân thiên thần hỏi bà này bà sao bà khóc bà thưa người ta đã lấy mất chúa tôi rồi và tôi không biết họ để người ở đâu. Nói xong bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu. Đức Giêsu nói với bà: "Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?" Bà Maria tưởng là người làm vườn, liền nói: "Thưa ông, nếu ông đã đem người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để người ở đâu. Tôi sẽ đem người về." Đức Giêsu gọi bà: Maria. Bà quay lại và nói, Rabuni. Đức giê -xu bảo, Thôi, đừng giữ thầy lại, vì thầy chưa lên cùng chúa cha. Nhưng anh đi gặp anh em thầy và bảo họ, Thầy lên cùng cha của thầy, cũng là cha của anh em. Lên cùng thiên chúa của thầy, cũng là thiên chúa của anh em. Bà Maria Magdala đi báo cho các môn đệ, Tôi đã thấy chúa, và bà kể lại những điều người đã nói với bà. Kính thưa cộng đoàn, tình cảm của bà Maria Magdala đối với Đức Giêsu thật đậm đà thấm thiết. Đi thăm mộ, khi không thấy xác Chúa, bà khóc và như cả thế giới không còn ý nghĩa gì đối với bà nữa. Bà không tìm gì khác ngoài Chúa. Bà cũng không nhận ra ai khác ngoài Chúa Các thiên thần Và chính Chúa Mà bà còn tưởng là người giữ vườn Nghĩa là bà không quan tâm điều gì khác ngoài Chúa Khi Đức Giêsu gọi tên Bà nhận ra Chúa đã sống lại Và vui mừng chạy đi báo tin cho mọi người Đối với bà Maria Magdala Chúa là tất cả là niềm vui, là hạnh phúc và là lẽ sống của bà. Mất Chúa là mất tất cả. Gặp lại Chúa là gặp lại niềm vui và tình yêu và là sức sống tuyệt đỉnh cho tâm hồn. Thưa Cộng đoàn, đối với người tín hữu, Đức Giêsu có là tất cả, là niềm vui và là lẽ sống cho cuộc đời chúng ta không? Có lẽ Ngài cũng quan trọng và cần thiết, nhưng không quan trọng bằng sự nghiệp, địa vị, danh vọng vào của cải vật chất. Vì trong suốt một ngày sống, chúng ta chỉ quan tâm đến những đam mê bất chính và những sự vật ở đời. Rất ít khi chúng ta nghĩ đến Chúa. Và nếu có, thì cũng chỉ qua loa và hời hợt chẳng có đậm đà thấm thiết như bà Maria Magdala. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có sợ bị mất Chúa vì sa ngã phạm tội không? Thưa có, nhưng cái sợ đó chỉ nhất thời, rồi mọi sự vẫn như cũ. Vì chúng ta chẳng hoán cải và biến đổi được những thói hư tật xấu của bản thân cuộc đời chúng ta vẫn chìm nắm trong tội lỗi và những đam mê bất chính chúng ta có hăng say loan báo tin mừng và giới thiệu chúa cho người khác như bà maria magdala không thưa có nhưng vì thiếu hiểu biết và lười biếng trong việc trau dồi về giáo lý và thánh kinh nên việc loan báo tin mừng của người tín hữu dường như chưa có kết quả tốt đẹp. Tin mừng hôm nay cảnh tỉnh và nhắc nhở mỗi người môn đệ Đức Giêsu phải biết nhìn lại chính bản thân và đời sống đạo mỗi ngày để can đảm canh tân đời sống mình cũng như quảng đại mang Đức Giêsu đến cho mọi người. Xin cho mỗi người chúng ta chọn Chúa là lẽ sống là tất cả để cuộc đời chúng ta luôn chan chứa bình an. Xin cho chúng ta biết cố gắng ra khỏi tính lười biếng, chuyên chăm học hỏi giáo lý và thánh kinh, để can đảm giới thiệu Chúa cho những người chung quanh như bà Maria Magdala. Amen.